Chào mọi người đến với Chai Chai Miền Tây. Hôm nay là ngày 12 tháng 6 2022. Chai Chai Miền Tây lên một số mã đầu xưa nha mọi người. Do trời đang mưa cho nên là mình nói hơi nhỏ đó mà mọi người thông cảm dùm nha. Đầu tiên là mã số 1, là một cái bình trà con chim đây. Bình này nó cao 15 cm, cực kỳ đẹp luôn mọi người. Bình này cũng dạng là bình ít gặp luôn. Tình trạng là cái này nó khờn nè, khờn men. Lò diệt ăn xuất phẩm nha mọi người. Đây có chóc men một điểm chỗ này nè, ở đây tóc ô khuyến mại thôi nha. Đó, chồm đây, nắp lành đẹp, quay cái quay này là cái quay bằng đồng luôn nè, quay này rất là đẹp nha, quay bằng đồng. Đây cái bình chim này mình sẽ lưu với giá là 2,6 triệu nha, 2,6 triệu cho cái bình chim gốc bé thiêu màu mã số 1. Hai triệu sáu. Cái mã số 2 là hai cái dĩa năm, 1963. Đây lành nha, cái này lành đẹp lắm, đường kính 15. 1964 thì là đường kính 15.5, cũng lành luôn. Hai cái dĩa năm 1963-64 này lành, mình sẽ cho luôn với giá là 550.000 cho hai cái dĩa năm. Cái mã số 3 là 6 cái chung 5 bộ. Cũng vậy, tôi nói dài nha mọi người. 1. Cái thứ hai lần đây. 2. Thứ ba cũng lành luôn. Cái bông nè. Cái thứ tư có tóc gió, những xíu thôi. Cái thứ năm lành. Cái thứ sáu có tóc nha. Cái thứ sáu có tóc một đường cái này nè. Lên. 6 cái chung này mà xin giao lưu với giá là 300.000 nha, 6 chung 300.000. Chung trà Nam Bộ mã số 3. Mã số 4 là hai cái chén. Chén này chén lấy thiêu nha. Tức thuận bườm xưa gió nè. Ở đây có bài thơ đây. Tức khờn khờn nha mọi người. Khờn hai chỗ. Đường kính của nó là 11.5. Cái thứ nhất còn cái thứ hai đây, cái thứ hai là cái này giống cái nhịt dẻ quá. Nè. Cái nhịt đường kính là 11. Có hai cái đường tóc nè, một tóc chỗ này và một tóc chỗ này. Cái chén này mình hơi méo chút nha. Cái mã số 4 này mình sẽ luôn với giá là 200.000 thôi, hai cái chén 200.000. Mã số 5 là hai cái thố. Hai cái thố bông lái thiêu. Hai cái thố. Một cặp thố đi, đường kính là 9, đường kính điện là 9 cm. Cái đầu tiên nó có khờn men rồi nha, khờn men thôi. Lành. Cái đầu tiên lành. Cái thứ hai cũng có khờn men của mình. Do người ta sử dụng đó mọi người. Đó. Hai cái này xin giao lưu với giá là 655.000. 655.000 cho hai cái thố lái thiêu. Mã số 6 là một cái đèn cửa nha. Đèn này chữ thọ nè. Đèn cửa mà chữ thọ, có bóng có tim hết luôn. Chữ thọ 1 2 3 3 chữ thọ là ba bên. Đèn chữ thọ. Đèn dầu xưa nha mọi người. 250.000, 250.000 cho cái đèn dầu này, mã số 6. Mã số 7 là một cái chén lã vọng nha. Chuẩn bao chuẩn cổ nha mọi người, hiệu đề chữ ngọc. Đường kính 9 cm. Tình trạng của nó là nó có một cái đường tóc. Một cái đường tóc chỗ này. Mình bán 1 triệu đồng nha, 1 triệu đồng cho cái mã số 7. Số 8. Đó giờ mới mua được cái chung tàu này luôn. Cái chung này là nó có một cái điểm vẫy nè, trên vành nè, vẫy nhẹ thôi và một cái đường tóc từ đây lên đây nha. Hình như chung này tức lã vọng này mọi người nè. Nó tức ông về con cá lã vọng đây. Chung này cũng khá là hay nha. Chung tàu này khá là hay. Phía sau nè. Đó. Chung đây. Cái hiệu đề nha. Cái mã số 8 này mình xin giao lưu với giá là 500.000 nha. 500.000 cho cái chung tàu này. 500.000. Lâu lắm lo là đó giờ mới mua được một cái chung như thế này thôi. Cái mã số 9. Chung là chung tàu nha. Mã số 9 đây, cái chung tàu đây. Đó. Tình trạng của nó là nó có vẫy nè, người ta bịt đồng với lại nè.
cái này nè. Đó. Cái này mình bán 500 ngàn luôn nha. 500 ngàn cho cái chung mã số 9, 500 ngàn cho cái chung đã vọng tàu này luôn. Mã số 9 là 500 ngàn. Mã số 10, một cái dĩa sơn thủy đẹp xuất sắc luôn. Đó, đẹp xuất sắc. Cái dĩa sơn thủy này được kính 19 cm. Tình trạng là nó có 7, một chỗ này với chỗ này rất là nhỏ nha. 2 với 7 chắc là không đáng kể nha. Chôn này. Cái dĩa mã số 10 này mình xin giao lưu với giá là 450 ngàn nha. 450 ngàn những cái dĩa đẹp xuất sắc luôn mọi người. Sơn thủy 450 ngàn. Mã số 11 là một cái cặp tôm, là một cái cặp cua gạt tàn nha. Đây, cái này lành luôn, màu men rất là đẹp nè. Hàng này tầm là 2-30 năm thôi nha, không phải, miệng nó cũng khờ khờ chút xíu nè, khờ bành không đáng kể đâu. Cái này mới lành nè mọi người, cái này mới lành nè. Hai cái con tôm mã số 11 này mình xin lưu với giá là 450 ngàn nha. 450 ngàn cho hai cái con cua gạt tàn này, hai con luôn. Đó là mã số 11, mã số 12 là một cái vỏ lan, là lạ luôn mọi người. Dĩa này rất lạ nha. Nè, mọi người thấy rõ không ạ? Đường kính của nó là 9.5 thôi. Tình trạng là tóc của này nè. Từ đây lên đây nè. Cái dĩa mã số 12 này mình xin giao lưu với giá là 200 ngàn thôi nha. 200 ngàn cho cái mã số 12. Mã số 13. Đây, hai cái chén. Một cái chén con gà. Hiệu đề của nó là Minh Đăng, là nhất phím bằng tâm nha. Đường kính 10.5 cm. Tình trạng là cái miệng nó có vảy nè nha. Chỗ này và chỗ này nó có vảy nè. Con gà đây. Cái thứ hai là đường kính là 12 cm. Nó có vảy một điểm chỗ này thôi. Nhưng mà cái chén này rất là lạ. Ở phía sau có Minh Văn nha mọi người. Còn phía trước nè, con chim nè. Đó. Thấy rõ không ạ? Cái mã số 13 này mình xin giao lưu với giá là 350 ngàn cho hai cái chén này luôn. Mã số 14 là hai cái chung này là chung Nhật nha, mỏng thấu quang luôn, Nhật xưa. Dơi nè, dơi thọ nè, tình trạng là nó có mẻ miếng chỗ này nha, mẻ chút xíu mà. Đó. Còn cái thứ hai là nó bị bẫy chỗ này nè. Đó. Hai cái này mã số 14 hả? 14 là mình xin giao lưu với giá là 300 ngàn nha. 300 ngàn trên mã số 14, chuẩn Nhật xưa nha mọi người. 300 ngàn. Mã số 15 là một cái chén đồng nè, mới mua được một cái duy nhất thôi. Đường kính của nó là 12 cm. Ở trong nó có vẻ là mọi người, ở ngoài nè mọi người thấy không ạ? Phải nói là cái chén này đẹp xuất sắc luôn. Hai con rồng mà gượt đuổi nhau đẹp xuất sắc. Hai con thôi. Khỏi chê cái chén này luôn mọi người, cái bát này luôn. Tình trạng của nó là nó có bị một cái điểm khờ chút xíu này thôi nè. Đúng rồi, khờ chút xíu này thôi nè. Chén này rất là lạ nha. Đường kính là 12 cm. Mã số 15 mình sẽ giao lưu với giá là 700 ngàn. 700 ngàn cho cái chén này. Hai con rồng rất là đẹp. Mã số 15. Mã số 16, hai cái muỗng tàu này. Hai cái muỗng tàu 200 ngàn cho cái mã số 16. 200 ngàn là mã số 16. Mã số 17, một cái tô nha. Tô này cũng đẹp luôn. Đường kính là 17 cm. Hình như nó bị men chỗ này, bị tấp hai đường nha. Tấp với mẻ một đường chỗ này, và tấp và mẻ một cái đường chỗ này nữa. Ở trong có vẻ con rồng nè mọi người. Ở ngoài thì nó vẽ hai con rồng nữa. Mọi người thấy hai con rồng ở hai bên, đường kính 16 cm. Này cũng lạ, chén cái gì này lạ. Mã số 17. Mã số 17 là mình xin giao lưu với giá là 650 ngàn. 650 ngàn cho cái tô này. 650 ngàn. Và là mã số 17. Mã số 18 là một cái tô bông rất là đẹp. Chắc con khăn hy quá. Đó. Đường kính là 15.5 nha. Gạn diêu hồng rất là đẹp luôn. Cái tô mã số 18 này mình xin giao lưu với giá là 900 ngàn nha. 900 ngàn cho cái mã số 18.
Mã số 19 là mã cổ bồng. Đường kính của cái dĩa này là 16.5. Như cổ bồng thủy tinh xưa 350.000 luôn. 350.000 cho cổ bồng thủy tinh xưa. 350.000 mã số 19. Mã số 20. 20 là một cái ấm lông ẩn nha. Đường kính chiều cao nó là 9.5. Tình trạng của nó hả? Cái dòi này nè, cái dòi bị gãy sửa lại, nhưng mà cái dòi zin của nó còn bị gì nữa không, với lại là cái quai này nè gãy dán lại sửa lại đó mọi người. Cái thân đó là có nhiêu thôi, còn cái nắp này có sửa nha, cái nắp này có sửa. Cái những cái ấm lông ẩn mã số 20 này mình xin luôn với giá là 1.500.000 nha, 1.500.000 cho mã số 20. Mã số 21. Cái tô hay bẹt nè mọi người. Đường kính nó là 17 cm. Đó. 17 cm mình xin luôn với giá là 400.000 nha, 400.000 cho cái tô này. Mã 21 rồi. Mã 22. 22 là ba cái chén, đường kính của nó là 9.2 nha. Chén này nó có tóc gió một hai điểm rất là nhỏ luôn. Chén dạng ninh màu nha. Đường kính 9.2. Chén này là khờn bành chút xíu thôi. Nhưng mà rất là đẹp. Còn cái thứ ba này là cái thứ ba là ba cái chén dạng ninh. Mã số 22 này mình xin Zalo với giá là 350.000 nha. 350.000 mã số 22. Mã số 23 là một cái cô tô thành mà có sao có chữ nè, đường kính là 17.7 nha. 17.7. Tình trạng của nó hả? Đây. Chỗ này nè mọi người. Người ta có sửa chỗ này nè nha, khúc này. Ngoài ra thì ok nha. Đó, mã 23 này mình xin giao lưu với giá là 900.000 nha. 900.000 mã số 23. Số 24 là một cái dĩa Nhật. Mình nghĩ cái dĩa Nhật này rất là hiếm. Đường kính là 13 cm. Đây, cái dĩa Nhật. Long tranh hổ đấu nè mọi người. Rất là hay nha, tích này rất là hay nè, con hổ nè, con rồng nè, long tranh hổ đấu đây. Đường kính 13 cm. Cái này hả? Cái này lành nha. Cái này là long tranh hổ đấu đây. Mã số 24 mình xin giao lưu với giá là 450.000 cho cái dĩa Nhật xưa này. Cái mã số 25 là một cái muỗng tàu phụng ổ mọi người. Phụng ổ rất là lạ, cô tô thành thì rất là nhiều nhưng mà phụng ổ thì rất là hiếm nha. Đây, phụng ổ này lành không ta? Lành. 300.000 cho cái mã số 25 nha, 300.000 cho cái mã số 25 tàu nha. Mã số 26 là một cái bát đồng thanh nha, đường kính là 13 cm. Tình trạng của nó là ta, nó có một điểm tóc gió nhẹ chút xíu thôi đó, còn ngoài ra thì không có gì hết trơn. 300.000 nha, 300.000 cho cái bát đồng thanh mã số 26 này. Mã số 27 là một cái bát đông vắt, đường kính là 11.7 nha. Tình trạng của nó nè, nó khờ một điểm chỗ này nha, một điểm chỗ nhỏ chỗ này và một hộ này lỗi lò hai điểm thôi. Đó. Cái mã số 27 này mình xin giao lưu với giá là 450.000, 450.000 cho mã số 27, đích con có chữ nè. Mã số 28. 28 là một cặp thố con gà luôn. Thố con gà này đường kính của nó là nhiêu thì quên đó, bẩn tiêu ra. 9 cm thôi. 9 cm. Cái nắp lành nha, còn cái thân này. Thân này có một điểm tóc mờ từ đây đến đây nè. Đây con gà đây. Là cái thứ nhất nha, đây cái thứ nhất. Còn cái thứ hai này cũng 9 cm luôn. Tình trạng của nó là nắp lành, còn cái thân nó có một cái đường tóc nhỏ đây, tóc từ đây đây. Cái mã số 28 này mình xin giao lưu với giá là 750.000. 750.000 cho hai cái thấu con gà siêu đẹp luôn mọi người. 750.000 mã số 28. Mã số 29.
mã số 29 là một cái ca lái thiêu bao hiếm nha mọi người, bao hiếm lái thiêu, ca này nó có miệng hơi méo nè và một cái đường tóc từ đây lên đây nè. Còn cái này là những cái lỗi mà men ngày xưa ta làm đó mọi người, ca sơn thủy bao hiếm nha mọi người, vành nó có khờn, vành này có khờn đó, quai còn riêng của nó nha. Cái này là mình giao lưu với giá là 2,5 triệu nha. Cái ca này lấy ca lấy thiêu mà sơn thủy, sơn thủy lấy thiêu màu này mình xin giao lưu với giá là 2,5 triệu nha, bao hiếm nha mọi người, bao hiếm với mọi người. Thì từ đó giờ mình gặp ba cái này cái thứ hai, còn cái kia qua một anh ở bên Đông Xuyên nữa là cái thứ ba, ba cái này là 2,5 triệu cho cái mã số 29. Cuối cùng là mã số 30 là một cái siêu phẩm bao đẹp, không đẹp thì trả lại nha, bao không đẹp thì trả lại nè mọi người. Một con cá chép, giống cái này thì giống cá chép quá, giống cá chép luôn. Gốm này nghĩ theo mình tư duy là gốm Sài Gòn nha, mình quay cái nắp trước cho mọi người xem, nắp này khỏi chơi nha, cái nắp rất là đẹp, tươi rồi rối luôn. Còn cái bình này nó có chiều cao là 12.5, tình trạng của nó là có tóc tóc một điểm từ đây qua đây chỗ này nè, còn hai cái đường này hai cái tóc gió nhẹ thôi. À, hàng sâu tuổi như vậy mà còn hàng này có 70-80 năm nha mọi người, này rất đẹp nha. Và có một cái điểm nè, lỗi men chỗ này nè, thấy không đó, bao rất là bao đẹp cho mọi người luôn. Cái này bán 5,5 triệu nha, 5,5 triệu cho cái bình cá chép gốm Sài Gòn, 5,500,000 đồng, rất là đẹp, khỏi chơi luôn nè mọi người, 5,500,000 cho cái mã số 30. Mấy anh chị yêu thích món đồ xưa nào thì liên hệ qua số điện thoại là 0948851135 hoặc là 0374619838. Cả hai số trên đều có Zalo nha. Như bữa nay thì anh chị nào mà mua hàng á thì vẫn được tặng cái móc khóa của hình của gia trai miền Tây nha mọi người. Hôm qua mình đã tặng rồi, bữa nay thì ai mua mình tiếp tục tặng nữa. Tặng những cái hôm qua ta đã tặng rồi thì thôi, còn bữa nay nếu mà những khách mới thì vẫn tiếp tục tặng nha. Những em thích kênh thì bấm vào nút chuông cũng như đăng ký để theo dõi những video tiếp theo nha. Mọi người chú ý là mọi người điện thoại hoặc là nhắn tin bên Zalo, mọi người chứ đừng có nhắn tin bên YouTube nha. Mình trả lời rất là lâu mà ảnh hưởng đến những cái, nhiều khi mọi người thích những cái món đó mà mọi người nhắn tin bên YouTube mình không thấy á, thì lúc đó xem mọi người muốn được mọi người sẽ rất là buồn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn gặp lại.